Hello, xin chào mọi người. Hoàng đế nắm mẹ trùm huyền thoại vĩ đại đã quay trở lại để chơi game đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game bắn súng rất chi là giống game Contra. Đó chính là game Brute Force. Ok, bắt đầu vô game thôi. Let's go. Hãy nhìn khuôn mặt của ta đi. Ok, bây giờ anh đẹp có từ chỉnh được hết đó. Bình tĩnh. Bình tĩnh, cũng không ăn hại gì lắm, không ảnh hưởng gì lắm. Sao nó im ảo quá vậy? Hay là game không chạy được rồi? Nghỉ lắm. Rồi xong. Chúng ta sẽ bắt đầu vào start và new game. Khi mà bắt đầu vô trong game là Lâm bấm cái nút ít một cái nha. Nhưng mà để tôi bấm trước là tôi bảo Lâm bấm là bấm, hoặc là bấm bất cứ nút nào để nó tham gia, hiểu chưa? Bắt đầu start new campaign. Đây là cái chiến dịch bữa trước tôi chơi được 23% game rồi mà tôi chưa phá đảo hết, tại vì tôi muốn Lâm chơi chung cho vui. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghi đề lên này. Rồi chờ chế độ nuôi mồ thôi, chơi offline, chơi đúng không ta? Lúc đó trước này còn cái Lâm. Bấm đi, trời ơi ông ơi, bấm nè, bấm chậm quá gì qua rồi, thôi chậm lên thôi. Giờ kẻ nó vô game được, bây giờ chúng ta sẽ dùng trực thăng để đi làm nhiệm vụ. Ok. Chỉnh lại webcam này. Trong khi đang chơi mấy cái đoạn cắt cảnh là Lâm nên giữ nguyên. Tôi nhắc trước vậy thôi. Rồi, giờ Lâm ra đây. Tôi đã bảo ra từ lúc này. Được rồi. Được chưa? Sao Lâm lại có hai đứa luôn thì cứ kệ nó đi. Đây đi theo tao. Tao sẽ hướng dẫn Lâm chơi xong. Nhiệm vụ mình là đi cứu mấy thằng tù nhân này, xong rồi mình đi bắn nó. Ôi trời, mình chết rồi. Đánh tượng chiến là nút nào đó Lâm coi nha, hình như tam giác hay sao Lâm. Nhiệm vụ mình là phải giết cái thằng, thấy là thằng sừng không? Xong rồi mình lên trực thăng mình giải. Đấy, vậy là quay mày một đó. Nó có tuyệt chiêu đặc biệt lắm nghe. Tuyệt chiêu đặc biệt là ném lựu đạn cái gì á. À đúng rồi, Lâm vừa mới dùng. Sao tôi đi chậm giống phê cần á. À, Lâm vừa mới kích hoạt cái tuyệt kỹ gì mà sao đi chậm vậy? Nó giống bị lát vậy. Ôi chết rồi. Thôi đừng lên, nó bắn chết vậy. Ê đừng bấm cái gì vậy? Nói chung là tao phải cứu Lâm mới ra được. Nó giống con cha Lâm.
Chết từ sẽ thấy nó vui. Mỗi mỗi thằng nó có một cái chiêu đặc biệt anh ơi. Mà mấy thằng này phải mở khóa mà bữa trước tới chơi tới mở khóa rồi đó. Lâm đang dùng cái tuyệt kỹ gì mà sao nó chậm chậm những phe cần vậy ta? Cái này là bị lag hay là bị cái gì mà sao nó chậm vậy? Cứu thằng này nè, cứu thằng này. Ê rồi, chết mẹ ơi. Không cần hiểu ý, cứ chơi đại đại từ từ là hiểu hết á. Chưa hiểu cái gì. Lên lên lên. Oh shit. Đi nhẹ nhẹ. Nhảy bật 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 lên cái đào đất, đào đất, cái này có đào đất được á. Đào đất vậy là rồi. Dùng dùng súng, dùng 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 cần chiến á. Đây chạy vào cách lên nè. Nhảy qua đây nè. Bắt qua đây. Rồi, rồi ok. Rồi, đi. Từ từ bình tĩnh. Có kế hoạch chiến thuật nào hoàng. Tao bảo là đánh đâu là Lâm đánh nó, ok. Bây giờ tôi xuống đây đó. Lâm đi cứu thằng con tin đi. Nhìn đồ cao cả. Ê, tránh ra này chết đó. Sao nó lại bật? 3, 2, 1, à, tao là... Bắn nó đi, bắn đi! À, tao là ma chậm. Sao nó có kịp lát vậy ta? Để lao! Lâu lâu! Đây đây.
Cẩn thận xuống máy trên, thằng chung máy trên rất là nguy hiểm. Làm phải thấy game này chơi được không? Quá tuyệt vời á. Bắn cái thằng không máy trước. Ai còn nhảy lên máy bay đi. Rồi ok, chúng ta đã quay một vòng bay tới nhà. Cambodia, nghe giống Cambodia, Campuchia quá nhỉ. Cứu làm ra đây. Hai bên tấn à. Hai bạn lên. Oh shit. Đúng lắm. Rồi đúng rồi, đúng rồi đó. Oh shit. Không sao, tôi sẽ cứu làm sao. Thì Lâm nhìn con tuyệt kỹ của thằng Robocop này. Đó, nó có tuyệt chiêu này. Là nó cứ quét cái đối thủ xong rồi nó auto bắn lên. Nó có cái skill này. Tôi nghĩ tôi sẽ hy sinh ở đây quá. Này nó cũng hơi hơi giống Metal Slug lắm. Mấy màn sau sau này chơi kha kha giống Metal Slug. Đây là giống cái tuyệt lắm đây. Ai đùa có chó này mày. Xuống cho tao. Thấy không dám liều này. Bắn của ông ấy nó bị ông thắng rồi. Chó đi rồi. Chỉ có cái tuyệt chiêu của nhau là đó thôi. Mà cũng đúng ở trò này khá là khó nên Lâm chết là chuyện bình thường lắm. Tớ chơi lúc đầu tớ còn chết lên xuống chục lần. Alo, thằng này nguy hiểm lắm, thằng đỏ này là bom nổ. Lâm có tiệt chiêu quăng bom. Thằng kia là chém bây giờ. Lâm đó Lâm biết cái thằng ta đang chơi là nhân vật nào rất nổi tiếng ở trong phim hành động. Đó chính là Chuck Norris đó. Phim Chuck Norris đó. Chuck Norris đó. Rồi rồi rồi. Ê từ từ lui lại rồi, okay. Bắn cho nó nổ cái súng xăng, cho nó phá, ê bắn cái lại, ê đừng tung tung, đây này có cái chiêu đào đất này, đưa cho nó an toàn. Đây.
mày hả bữa. Yeah, thấy thế nào lắm. Qua không? Đó mà lại chọn game nhờ. Vô Lâm và mua hai đứa mình mỗi người ở nhà một máy chơi một xíu. Đố không biết thằng này nhìn quen không? Đố trong Lâm cái thằng này trong phim gì? Lâm đúng rồi, ma trận. Này thằng diễn viên còn ngay đó Lâm biết là ai? Nhìn quen quen không? Arnold Schwarzenegger biết không? Kẻ hủy diệt biết không? Trong này có những nhân vật nổi tiếng như Rambo rồi tùm lum. Conan the Barbarian. Barbarian biết không? Conan the Barbarian á. Trong phim gì ta? Của Arnold luôn á. Biết hả? Chưa bao giờ sao? Ui. Ronan. Ở trong này á, ví như là Commando thì nó đổi tên lại thành chữ Bro. Romando hiểu không? Còn Rambo thì là đọc lại thành Rambo. Tức là cái gì nó cũng thiết kế thì có chữ Bro ở trong hết á. Thành cái game này tên là Bro Fort á, hiểu không? Hiểu không? Game chơi đúng hài luôn đó. Đây đây là mày giỡn với anh Leo à? Mấy cái thằng này là đều được model từ cái nhân vật nổi tiếng ở trong các cái phim về trục thùng xăng á. Tôi lên tôi đọc nó là ôi dạ. Lâm có chuối rồi cái máy 2, máy 3 chạy mẹ. Tớ còn không biết làm sao để tắt cái máy 3 đi mà. Tại vì tớ bảo lúc nãy Lâm bấm nó ít từ lúc đầu để không nghe. Bây giờ nó thành nó thôi. Lâm cái chú ấy vào cái P2 đang điều khiển như vậy. Đi đâu vậy ông thần? Hình như tôi ra rồi. Từ từ nghe, từ từ nghe, từ từ nghe. Tại vì đây có rất nhiều chất nổ. Rồi xuống dưới nó. Lâm cứu ơi. Cứu mấy con đó là mình có hai cái. Một là mình mở khóa được nhân vật, hai là mình mình thêm mạng, thêm cái like này, thêm con cha. Rambo. Đây từ từ nghe bình xăng ha. Đúng rồi, tôi lại đẩy cái bên xăng. Đây, đẩy cái bên xăng nha. Ok, ok. Làm nhìn con nhân vật này của nó sai dính, biết giống ai chưa? Con này biết. Ok, hơi dữ. Kẻ hơi diệt này nó có một cái đặc biệt đó là tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu để tăng. Để mà tăng đòn. Sẽ có lúc nó sẽ tăng cái lòng. Nhưng mà thằng kẻ hủy diệt này nó súng của nó bắn rất là giật coi nè. Bắn nó giật lùi không? Bắn nó giật lùi. Đi tới không được luôn. Tại vì... Ê, chỗ này có mìn nè. Thấy tôi chết sợ không? Rồi rồi, ok, phá hết mìn. Rồi, Lâm đi cứu đi. Tôi sẽ đứng trên này. Đó là phim à, này là chắc chắn là phải biết rồi. Ai luôn biết không? I did. Mới ra cái chích mẹ thôi. À, bấm ý đi. Chúng ta bấm tam giác. Bấm gì ta? O hay thì có thực chiêu thôi. Thằng này có thực chiêu đặc biệt là thực chiêu ấy chích mẹ ơi. Nó có thực chiêu làm cho bom nó điều khiển theo cái hướng này được.
Ủa có súng phóng rồi. Ôi chết mẹ hết đạn luôn, nạp đạn. Má hằng. Rồi bây giờ bom xăng. Rồi. Ok. Cứu Lâm ra đây. Ai bây giờ mình bom đi không tốt ấy đi. Rồi làm ơi. Đâu rồi. Oh shit. Làm biết này không? À, go. Đúng rồi. Mày hả? Nó sợ rồi, hại của anh chưa? Ơ, để hết đạn. Thằng khốn nạn em. Nó bắn xuống 6 nòng hết đạn nhanh quá. Mày để hết đạn không? Ơ, hết đạn. Ơ, what the fuck? Ôi, gì kìa vậy? Tự nhiên hết chết rồi, cái gì vậy? Tôi mới bị bắn hả? Chắc vậy ha. À thằng này trong phim The Evil Dead này, nó có cưa máy. Nó có thiệt chiêu đặc biệt là cuồng sát của nó. Nó kỹ năng cuồng sát. Nói chung là cái game này nó lấy những cái nhân vật cái diễn viên phim hành động của những cái thập niên năm năm 80 ấy. Robocop nè. Mày biết Robocop không? Ủa Lâm đang điều khiển là Chuck Norris, một diễn viên phim hành động ở từng đánh nhau với Lý Tiểu Long. Ủa dạ. Nó đào đất xong sẽ đột kích nó lên sau. Ôi shit tới mẹ rồi, ngu quá. Ngu quá. Lâm biết Man in Black không? Đây này Man in Black này. Lên chiếc nó lắm. Không phải. Vai cầm bíp. Rồi. Thằng này nó có thiết chi đặc biệt là dùng Lâm nãy giờ có sử dụng những cái tuyệt chiêu đặc biệt không? Tuyệt chiêu đặc biệt là cái này nè. Đó, cái này điều khiển được Lâm. Điều khiển cho nó đi theo cái hướng mình muốn. Đó, lên xuống qua lại đó. Mỗi thằng nó có một cái tuyệt chiêu đặc biệt không? Thì nó có 3 lần như mấy. Rồi, tao ra rồi. Ném lưu đạn. Oh shit. 1, 2, 3 lên xã ăn kia. Lên đây, 1, 2, 3 lên xã nó. Là mình trả tôi phải này.
À, dưới này có gì mà lại Leo mà chặn nữa. Thôi đi luôn. Làm biết đây ai không? Nè, đó Lâm biết đây là ai? Ê, trời ơi, ai đụng? Đánh bot, đánh bot. Terrorcopter! Chết mẹ bot rồi Lâm ơi. Cứu cho nó ra cái. Cái tuyệt kỹ gì mà sao nó cứ chậm chậm vậy ta. Oh shit. Ronan the Barbarian. Chụp bắn cái bom. Giao mà đánh nhau với máy bay. Và ai không biết chiều đó thì chiều đánh dưới đất. Yeah, hay quá. Một cú slam dunk. Đâu mẹ ơi vậy. Hai đường có vẻ rất là rough. Bây giờ là thay 40.000 đáng không? Này cái game này kêu không hay thì thôi, không lên nhau. Astonza. Đây. Bây giờ tăng máy bay. Tôi bị tắt rồi. Được rồi rồi á. Ê coi chừng nè. Chỉ một chút thôi. Còn ngon. Đại ca Robocop rồi. Ê coi chừng nó bắn chết chưa. Oh shit. Mẹ có thùng xăng rồi đó. Nổ chết mẹ luôn. Ơ what. Bây giờ ta top menu nè. Ta bảo Lâm Lâm bấm X cái là bấm liền. Start. Nè 1 2 3 bấm cái là ra liền. Ra đi 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 ra. Tao bảo bấm cái nút một trong số mấy cái nút này cho nó ra cái. Khổ quá. Bấm nó lên. Sao nó lại ra hai máy á? The fuck. Save the day. Cho Lâm bấm trước xong rồi tới tao bấm. Oh,
Thì bấm trước đi, bấm đi. 3, 2, 1, let's go! Một nút mà nó ra hai máy. Thì vậy. Không hiểu. Sao một nút nó ra hai máy ta? Tay cầm nào mà chạy giống nhau nữa. Ok ok. Trò này chơi được 4 người luôn. Có nhân vật mới. Cái này là trong cái phim Alien đó lắm. Alien gì? Phim Alien vs Predator. Dạng phim Alien đó chứ. Còn phim này phim về con này trong Alien đó. Còn bắn đá vãi. Còn nó có thịt chưa đặc biệt vậy. Chưa đặc biệt vậy. Wow, chưa gì lại. Chuyện lửa ồ làm chết mẹ. Oh shit. Yeah. Bye. Hey, oh, no. Rồi nè, Lâm bị chiến. Lâm bị theo chiến một cái bóp. Lâm là một nhân vật ném bom. Lâm có thể gắn bom vào tường. Nè, bày em ấy. Tôi là rất tập nha Lâm. Cái thì chưa, cái đó là để nó mồi nhữ con miếng binh da mới hài ấy rồi. Long này, Long kìa, Lý Tiểu Long á. Rock Lee này, nó tên là Broly. À. Oh, nó chém đạn. Còn vui. Giờ này, có đánh chó với này để làm gì chứ. Ông khùng quá, tôi bảo nói là từ từ bình tĩnh. Rồi đây này, lợi dụng lúc. Quá ừ, dưới này đông vãi lắm ơi. Dưới này đâu có để biết làm sao thì xuống dưới áo xe xe có cách. Đâu ra nhìn cái mặt nó bắn bựa vậy. Có thể chiêu gọi là tiểu lý phi đao á, phóng rất nhiều đao rất là hay. Từ từ nha, bây giờ sao đây? Ê, đừng yên, tôi đẩy thùng xăng xuống. Tấm nghe đừng bắn dính. Theo chiến thuật của commander chỉ huy. Sao đây? Ở đây có cắt rồi, nó sẽ đào một lỗ đây rồi. Chết mẹ tôi rồi, ôi giời. Ơ, cũng thành công rồi. đi. Mình có hai mẹ luôn. Xuống xém luôn. Đúng rồi.
chó. Tao lỗ đi bạn ơi. Ma sát của tớ chết kìa. Bây giờ thấy lúc nào bị bắt quá dùng ulti rồi lên nhảy lên ném ulti luôn. Ulti đi lắm đó, ulti đã rồi. Tốt, hay lắm. Chết nó đi. Ơi giời. Mà chó không lầm. Hãy dùng ulti để giết hết đàn chó với cái con này luôn đi. Ulti đi. Dùng cái thằng chiêu quét. Quét hết, quét hết, quét hết. Quét hết, quét hết. Con thiếu con. Trời ơi. Trên nữa, trên nữa. Hay lắm. Đó, phải chơi phải chiếc con đấy. Sau này ta sẽ còn mời Lâm chơi Rainbow Six Vegas với mình Lâm. Lâm biết game không? Oh, mấy game thôi. Đòi hỏi chiến thuật cao. Nó xả. Ê, chết không? Ronan the Barbarian. Thì không giải qua được man. Quá dễ hiểu. Đỡ thấy gì hết, đỡ thấy gì hết. Đỡ thấy gì hết. Ở đây. Rồi. Rồi 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 con này của tao có cái ulti là khi mà một thằng chết á thì có một lúc này sẽ hồi sinh lại thằng đó trong này nó chơi hai thằng. Chung nó mà bị kẹt thì đào đất mà lên nha. Chơi được những cái tựa game mà nó hay như vậy à. Lần rồi để tới. Lần. Ê. Giết. Anh sẽ giết mày sau. Bây giờ sao đây ta? Giết. Ok. Lâm phải có chiến thuật đàng hoàng. 2, 3,
Tôi sợ con bom này lắm. Đó là cận chiến mà thằng này nó chơi nổ nữa. Nó là thuộc loại đánh bom cạp tử á. Đó. Cái gì thế giới nổ đó. Là mày sai chiến thuật của đó. Rồi lên giết nó. Qua đây. Nói chung chơi này đánh phải có chiến thuật. Ôi giời ơi. Tôi đã nói rồi. Thật ra là không phải chiến thuật gì hết mà chạy qua số lâm sư. Ê địt, thằng này nó đang chuẩn bị giết tớ nè. Tớ sợ với thằng bom. Ôi chết mẹ tao rồi. Dùng ma trận đi xuống dưới đập. Thôi thôi, khỏi đập nó không được. Chạy, chạy tớ cứu tớ đi. Tớ đỏ mít thằng phèo. Đánh mấy trận này vô ích. Mình đi cứu tớ có mẹ mà mình chạy. Nhiệm vụ chính của mình là đi ám sát mà. Tớ dừng ngay nổ cái là chết mẹ. Mấy thằng đánh đường chiến này rất là sợ bom. Tao đi luôn đi. Bãi. Ê, thuốc, thêm miếng thuốc. Ây dạ. Rest in peace, bro. 3, 2, 1, go, go, go. Yeah. Có bom ngay lắm, cứ lấy bom lũ đạn. Điện được. Cùng lắm là ném cho nó quả bom bom xăng thôi. Nhảy lên ném cho nó quả bom xăng. Thằng này có ai rồi. Ây. Mission failed. 3, 2, 1, go, go, go. Từ này tao sẽ ném. Oh shit. Ai lần nào chết nhảm như. Đánh cận chiến lắm, ở gần thì có thể. Nói chung game này mình chơi lén lút, mình ám sát nó để đỡ gây tiếng động được lắm. Nè có võ công rồi thấy không? Nè võ công à. Đi đi. Từ từ này theo chiến thuật của tớ là hai đứa mình sẽ lên bật cái kia. Bỏ cái ba lên, bấm luôn. Tốt. Ừ, theo chiến thuật của tớ đi. Come on, let's go. Bắn nó. Một chiến thuật rất là ngu. Nhưng mà còn chiến thuật là hay hơn ta. Thôi bây giờ mình đào đó đi. Đù, kẹo hơi dịp. Đây rồi, tôi có chiến thuật rồi. Đi theo tới nhé đấy. Tớ sẽ bay xuống, tớ tăng cho Lâm. Đây này, có tuyệt chiêu tăng này. Tớ sẽ biến thành kẻ hủy diệt cho Lâm coi. Lúc đó tớ sẽ miễn nhiễm với súng đạn. Đi đi thơ. Nhanh lên nhanh lên. 1, 2, 3 đi. Tớ miễn nhiễm với đạn không? Nó chỉ miễn nhiễm được một lúc thôi nha. Phá nguyên cái căn cứ được. Mày hả bụi. Lâm vào vai Man in Black. Các bạn tế hay bình tĩnh lên. Ôi chết mẹ rồi. Có nhân vật mới nữa, Rocketeer. Con này có chi gì đây? Này cũng xin nhân vải. Oh wow wow wow. Oh oh wow 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 wow. Bay được. Sao còn một mạng mà tớ không ra được ta. Lên kia dùng ít để tráng rồi xong rồi bắn không được, đỡ phía đỡ. Tùy Lâm thôi. Nếu thấy ngại thì bấm lên vô tuyệt chiêu á. Phải lộn. Đó đúng rồi. Đúng rồi.
tiếp. Này dễ mà đúng không? Cẩn thận, từ từ quay đầu lại đó. Đừng cẩn thận lên nó bắn cho phe cu đó. Nó bắn cho teo giấy. Đợi nó bắn xong rồi trồi lên bắn nó. Trùng. Ờ. Ở đây anh ra rồi. Đến anh lúc anh gánh tìm giải cứu thế giới đó. Ôi đù hai chó nghe ơi. Chó nghe. Thôi. Chở mình đi về thế giới bên kia luôn. What the fuck? Má hỏa lực mạnh quá. 15 á, phóng lửa đi, phóng máy bắn lên, nó phải theo chiến thuật đó. Bây giờ mình qua kia nha. Bởi vì vũ khí của Lâm nó quá mạnh đi nên. Rồi chết mẹ rồi. Rồi. Từ tới ngày coi. Bây giờ mình đào đất đi. À có tiêu hồi sinh thì dùng cái ulti hồi sinh đi. Ấy chết rồi. Tức là khi Lâm chết một thằng á, còn được một thằng. Ôi chết mẹ tôi rồi. Ờ. Đáng quá. Là Conan the Barbarian. Trong Black này có cái gì vậy? Ui cây. Giết con chó giùm tôi. Đi nhìn đây. Qua đây nghe. Bắn đi, phá đi. Đúng rồi quá. Chết rồi. Oh shit. What? Terror cannon. Con này có chỗ say. Ronan the Barbarian. Một cái dở của game này nhưng mà kệ đi. Game nó có cái hay cái dở nó một kệ. Cũng không xin nhây lắm. Hả? Game 2D. Phải đi đến chậm chậm thôi. Mình phải quan sát tình hình đã. Rồi, xử nó đi lắm. Tôi chọn lần hết nó đó. Và đứng ở gần sau này. Lên trên thằng kia đi. Chỗ nào cần tay chỗ này cần cái to đây. Ê, tránh ra. Chết rồi hả không? Thử lý phía đao. Ưu tay. Ê, cái gì chúng tên của chị giác. Tôi đã nói rồi mà. Ah!
âm là cái quỷ gì đó. Lâm sẽ có nhiệm vụ là đi tăng. Để rồi để tôi sẽ dỗ bom xuống đây. Okay. Chỗ nào có nhiệm vụ của Lâm thì tôi sẽ gọi Lâm xuống. Thôi Lâm xuống đi. Xuống cày hết hàng đi cho nó. Con. Điệp viên 007 hả? Đây. Từ từ bình tĩnh để tao coi chiến thuật coi. Lâm xuống cày hết nó đi. Đi lên thang máy nè. Cày ngay chuẩn bị cày bắn đi lên. Cày đi rồi cày thằng bên trái. Bây giờ chỗ này sao đây? Đứng ở thang này đào đất. Rồi tốt good. Chỗ này thì dễ rồi. Tôi sẽ cho một quả A bom vào đây. Lâm lên cày hết rồi. Lắm. Tại thế giới. Sao lại đi một mình thế? Nó làm cho tôi cảm giác là xuống từ con trang khi mà giải tiếng mình chí á. Phải chơi với thằng Thành Anh đó kìa. Lúc đó tớ với nó đánh chùm cuối á. Mà tớ kết quả là tớ hy sinh, còn nó lên máy bay trực thăng về nước. Mất một cảm giác mà vừa giải ghê nhưng mà rất là buồn. Được rồi. Main flash rồi coi giờ sao đây. Xuống 1 2 3 xuống cày này. Đi bước một con thang. 1 2 3 xuống hai. Coi như nó tiện mình đi bay lên trên vũ trụ đi xuống đấy. Rồi quan sát tình hình đã. Bây giờ sao đây ta. Mình lâm cày tôi sẽ lấy đồ đạn à không tôi xuống tôi xuống với chuyện luôn rồi. Ok. Hay lắm đó. Chiến thuật xuống đây cứu đi xong rồi sao ta. Lâm chỉ leo cầu thang xong rồi quăng một đúng rồi tuyệt chiêu á ulti đừng xuống nguy hiểm dùng cái ulti ít á dùng cái special á biết không đó rồi quét hết đó. Có xuống cứ tôi sẽ đi quan sát cẩn thận. Kẻ không ăn được lắm. Con của Lâm có tuyệt chiêu là Roya với lại dùng đạn. Đi chậm chậm thôi, đi từ từ thôi. Lâm có đạn thì Lâm dùng súng bắn nè. Biết rồi dùng ulti dùng cái hỏa tiễn khá đó. Đấy. Rồi nói là đừng có. Oh shit. Oh shit, trời ơi. Tôi chết mẹ là hay còn sống tại vì tôi có hai mẹ. Mà bọn này bắn rác vãi nha. Hay có chừng chết.
thử đập tay nha bạn. Ê, thử đập tay đi. Đâu, 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 đánh thằng chí. Sao ta? Ê, xuống, 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 xuống đây, khoan, khoan đây. Đập tay thử coi. Đập tay là nó làm chậm thời gian hả? Bấm đây mới. Sao nó chậm vậy ta? À, đập tay nó làm chậm thời gian hay sao đó Lâm? Thử lại này, 1, 2, 3. À, hiểu rồi, hàng chim mà nó chậm. À, nó làm chậm được một lúc Lâm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi thử lại đó, thử lại đó. Thôi bạn. À, hiểu rồi đó. Má, tuyệt chiêu này cũng hay, tuyệt chiêu sức mạnh tên đồng đội. Hơi, hơi bốc, hơi bá. Tay đỡ lên nha. Tay vào tay vào tay vào tay. Tay này, tập tay, tập tay trước đã. Không phải đứng gần nhau sao hả? Nó thử gồng nè, gồng cũng tới nè. Gồng. Tay. Rồi lên. Trời ơi. Hình như làm sao mà để nó có cái dấu tay đó. Là phải làm sao mà nó có cái dấu tay hay vậy? Giữ chặt cái nút gì? Chị mà nó cảm giác lâu lâu nó cứ bị lác lác hay sao sao sao. Đây. Phải có chiến thuật hay gì không? Không cần. Chỗ này không có được gì hết. À, được vào vai ác nhân sướng nha. Oh shit. Con này tôi hiểu rồi. Con này dùng ulti là giết được nó thôi. Để sao đó. Ở đây tôi sẽ leo vào đây. Thôi bị đá cháy, con này hơi bị đá cháy lắm. Nó sẽ tăng nhờ. Coi này, có xăng nha. Coi này. Ôm. Rất là vãi. Hơi kẹt mẹ. Kẹt luôn. Kẹt rồi lắm đó. Mỗi tội con này đi hơi chậm. Chưa đi. Đó là một con rất khó. Ây chết mẹ rồi. Ở đâu, ở đâu? Oh, chết mẹ rồi. Ê, đứng đứng yên, đứng yên đó. Đó chỉ Lâm lấy một trong mấy con này, con nào còn nhiều xăng lấy mà dùng. Nhảy lên trên người nó xong rồi bấm nút tam giác. Còn ít xăng lấy con ở trên. Con ấy còn xăng ít lắm, lấy con kia ghê đâu. Lấy con kia ghê. Con này này, con nó còn tí xăng nè. Ấy trời. Không, hơi bị hay. Tại mình chưa quen. Hai ba xuống rồi. Không thể nào giết được con này như vậy được. À, là
gì, chơi tay không với lại kim loại. Đùa. Sức mạnh tình bạn đây lắm. Thằng này à, trong trong cái phim Time Fork của Jean Lao Van Dam á, tao biết thằng này. Sức mạnh tình bạn rồi. Tới tôi có thể cướp được. Đúng rồi. À rồi rồi, cho lắm. Nó còn này đi. Đi rất là chậm. Bắn đi mà, bắn đi. Xuống mặt tên bạn coi là. Xuống mặt tên bạn chứ. Xong rồi, ok, rồi, lên. Mà cái xuống mặt tên bạn này có công dụng hay chứ không. Ê, từ từ từ. Đừng ulti nha, à, xuống đây, xuống đây, xuống đây. À, hay quá, con này thì tha hồ một cây. Đúng rồi, đúng rồi. Con ta phải đi không mày hơi quá chớ rồi. Có bom này. À bom này, xuống chết á. Đến đây, đến đây. Hên cho lắm á. Thôi giờ mình nhảy qua bom này. Coi chừng. Hên vãi. Để tao đứng đi. Bom. Đừng có biết trong này có rất nhiều sự nguy hiểm, được chưa? Ủa? Vãi. Mission failed. Mẹ đéo biết. Thôi cũng hiểu sơ sơ. Qua kia lấy Uran đi. Xong rồi mình giờ sao ta? À tớ hiểu được cách rồi. Ồ, chết mẹ. Ghét quá, ném cái bài đầu đạn xuống. Kiểu mình đi đường tắt đi kiểu kim rồi. Chứ kia không có cái đầu đạn kìa. À, có chỗ xây hay lắm. Chừng nghe, có chồng dưới á. Không sao sao, nhảy xuống tận đây.
Aduh, có chó. Có chó. Má được cứu lại mà không có quả lọc đạn hết. Không được. Lên đây. Đập rồi. Sức mạnh tình bạn rồi. Mày là chó bước hết. Anh chạy hết chúng mày. Thôi đi. Mày ra cho cứu đó. Mẹ vào đây không còn một tấc sắt luôn. Giờ sao? Không phải khó phải cái liền nào đó. Cứu ta. Không dám liều. Wow, á máu thành dòng đã vậy. Rồi, đào đất không sống lắm. Hết như một đứa con gái. Đâu cứu đâu, đây này. Đây rồi. Có lũ đạn. Đang ăn đạn này kìa. Đây, đây là tới đích chưa ta. Cho quay lũ đạn đấy. Xuống cây nữa. Hay quá. Yes. Quá tuyệt vời. Cái này là à hiểu rồi, cái nó là để unlock đây rồi. Có xây dựng đây còn mấy cái bộ gì nó cũng chắc quá đấy. Game này hay ha. Làm thấy sao? Tuyệt vời á. 40,000 tuyệt vời sao được. Thật ra nó 100 mấy. Dash. À dash là chạy á. Là mới chạy không? Chạy nè. Để ship á. À double tap là double vậy nè. Double hai lần di chuyển á. Thấy không? Hiểu không? Coi nè. Chạy chạy ra. Được chưa? Đấy. Mission failed. 3, 2, 1, mà chết như cái đục. Hey, đi đâu vậy? À, ý nó là double tap ở đây nè để mà nhảy qua. Lấy ra. Nhảy. Nhộp. Còn thằng má nhìn nó cứ đéo quá. Tôi tưởng chi hết rồi tới là còn thằng đào vô lô. Lâm dụng ulti á. Má khó kệ chơi lại nó đi. Go, go, go. Mà mỗi lần mà chết nhiều quá xong rồi mình sống lại nó kêu never give up. Trời,
bom bom mù là flash ban á, biết cái flash ban không? Cái ba to là vui rồi. À đây là cái gì đây? Thằng dưới này có gì không? Thằng dưới tao không thấy không. Lê, bộ lâm làm sao mà giữ được hai vậy? Sao đây? Ôi mẹ! Tất cả chung cả bộ lâm. Không sao, dù sao chỗ này cũng có chiếc phone này. Lấy đà, lấy đà, lấy đà. Giữ cái nút, có nút đát mà Lâm. Lâm biết cái nút đát không? Cái nút lúc này tôi chỉnh cho Lâm á. Mà chỉnh không được á. Cái đó là nút chạy á. Đâu cần phải double tap đâu. Double tap đó là rồi. Với cái đà này thì Lâm bắn hồng xăng. Bắn hồng xăng không cần quay đồ đen làm gì hết. Shit. Mission failed. À, three, two, one, go, go, go. Từ từ đó là mọi người xem. Có thằng ở chỗ kia mà khó ê. Ủa sao tao giữ cái gì? Giữ Lâm vậy không được ta? Ủa Lâm giữ bằng cách nào? Giữ đứng yên á. Thì giữ đứng yên tao coi coi. Làm nút nào á? Làm cái nào á? Hay vậy? Bấm nút nào? Nút nghe nút lên. Sao nó lại nếu được á? Nghe mới nút lên là sao ta lại? Là nút rồi xuyên qua với nút lên thôi hả? Nó chỉ làm vậy thôi, tớ đâu làm được. Đúng quá. Kỳ quá. Tấn sau đi. Thôi qua kia sợ không nha. Chứ này có đi không ta? Đây là... Má chưa kể. Coi chuẩn bị sức mạnh bên bè nha. Xong rồi mà sẽ chạy qua nha. Này đứng ở đây. Là sức mạnh tên bạn đây à? Mọi chuẩn bị lấy đà này. Ê, chưa có lấy đà mà ông. Oh, what the fuck? Thôi mình vui nha. Tớ đâu có biết. Tại sao tớ giữ giống Lâm không được vậy? Lâm chỉ có bấm lên nút ngang nút lên vậy thôi hả? Sao hay vậy? Trời, chỉ có tay cầm có cái chức năng á. Đúng không? Có sức mạnh tình bạn hơi khó. Mission failed. Mission failed. 3, 2, 1. Sao kỳ ta? Kiểu tôi không biết làm sao mà nó holy shit. Sao nó nổ vậy lại? Sao nó nổ vậy ta? Tao có làm gì đâu? Never give up rồi đấy. Never give up.
lấy đá mới được. Ok, sống rồi. Hình như nó nổi chậm hay sao đó Lâm. Cho nên tự nhiên nó nổi rồi ta. Mình có làm cái gì đâu. À, ấy. Rồi xong rồi. Rồi sao quá. Come on, bro. Chơi giống tí xíu đi. Tay cầm của Lâm nó có rung không? Một sức mạnh tên bẻ. Như quá. Nhây. Sao nó lại nổ ta? Hình như tới giờ là nó nổ à? Tại kiểu... À! Đúng rồi! Chắc còn chạy nhanh lên kia. Nó hẹn giờ sao rồi? Nghe vậy? Không như nào? Số 1 từ bạn coi. Rồi đi, đi. Hey. Chạy nhanh này. Đợt cứu ai á. Ây da. Xùi vai. Đây này. Đi đâu á? Cái gì vậy? Mission fail. Mission fail. 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 Đó là ai? Đó là Rambo. Thằng thì 9 giờ gì xuống mặt tụi bạn đây. Yay. Yeah. Trong nó có nút đá sẵn Lâm, không cần phải double gì đâu. Biết cái nút đá chưa? Này tao có tao đâu cần phải double tap đâu, tao chỉ cần vậy thôi, tao cũng chạy này. Làm có cái nút đát nữa, thử mấy cái nút tùm lum tùm la đi. Chỗ này biết sao qua nha, khó nha. Có một cái mà tớ không biết là xong rồi tớ bạn. Có nút rồi Lâm. Lâm đâu cần phải double tap đâu. Cứ có cái nút nào đó đó. Tìm thấy chưa? Kỳ vậy. Giữ cái nút lâu không? Chưa. Vitamin. Này giống như khu vực châu Á quá, Asia. Đây giống nước Úc nè. Còn đây giống Trung Quốc, Việt Nam nữa.
Đây là nước Nga này. Đây là khu vực Bắc Cực này, mọi người coi. Đây giống châu Phi nè. Ủa, y chang châu Phi luôn Lâm này đúng không? Đây châu Phi nè đúng không? Đây châu Âu nè. Nhắc lại mình. Đúng rồi, Bắc Mỹ nè. Nó cũng mô phỏng giống á. Cái gì Cambodia là Cambodia là Campuchia á, không có Việt Nam đâu, chắc là Trung Quốc đúng không, chắc Việt Nam ở đâu đây nè, Việt Nam chắc đây, chắc đây chắc ở Ấn Độ Thái Lan vậy. Bom lắm rồi, nhớ rồi. Chỗ này bom. Nè, chỗ này bom á. Ôi. Đỡ cũng chết chứ nói gì lắm. Rồi. Làm cái gì đi, chết chứ đi. Trời ơi, mà Lâm kia là Lâm sống rồi. Ôi da. Chạy nhanh quay, có bom kìa. Mình đào đất, mình đi, đào đất, mình đi, mình biết. Mình phải đào đất đi, đi dưới á, làm đào cái hầm trú bom đi. Giống như Việt Nam mình ngày xưa đào chứ. Mình lo đào đất đi nha. Đào đất xuống dưới, đào một cái vườn đất dưới. Đào từ thôi, dùng tay đào đi. Dưới đây này, cứu anh, khỏi, yên tâm, ở dưới đó an toàn mà. Bây giờ đào thôi, đào đất thôi. Đào đây nè, đào tay. Rồi, yên tâm, dưới này không sao đâu. Bắn gì vui vậy em. Nào đây. Bom sắp chết tôi biết rồi. Come on. Ghê quá. Đại nhân.
Rồi thấy cái đéo gì đâu? Rồi cái đéo gì đâu? Ôi má sai. Ghê quá trời ơi. Ghê quá em. Rồi tới, tới là phí công. Tới là phí công rồi. Tới là phí công điều chết để làm cái gì em biết nè. Anh em xin quá. Mày mày yes. Hay lắm. Cái chỗ Ấn Độ này ghê vậy. Chỗ này ghê. Sao vậy? Tự nhiên là đâu đạn đâu sao tự nhiên chết ngắt vậy? Xuống này, xuống này, xuống này. Đúng rồi. À, tôi đã đạn gì? Bắn xuống này. Ây da, sorry. Chết rồi hả? Chỗ nào? Nhát vừa. Oh, nhảm. Chết quá nhảm luôn. Có hai mẹ lần này chắc hy vọng. Bây giờ coi cái phim Universal Soldier của Jean-Laure Van Der Meijer. Đó, coi phim đó là biết thằng này. Thằng này lại chơi cái cuồng xét. Thử coi, cái cuồng xét. Gì đây?
Không biết rồi. Thôi kệ. Không có làm thôi. Giờ thì tốt nhất là tôi nghĩ không nên giết chấp. Thì mình giết thằng boss cuối rồi. Bay lên. Đây không cần gì, bay qua đánh mình trước rồi. Oh, hơi hết. Má vừa nhảy lên né đạn vừa bay như thế này. Mà kệ nó sạc chậm thì cũng được sạc chậm thì... Oh my! Thôi lo xuống hầm trước nha, lo xuống hầm nhanh đi. Ở trên đất là thế nào hoàn thành nữa. Chỗ này bom đất khói đạn đi đâu mà. Mẹ nó khó. Khó đi ăn tiền. Lâm được mới lạ. Đầu Lâm thử giữ giữ ở trên mặt đất đu cho nó coi coi. Lâm giữ như sao. À tôi hiểu rồi. Kiểu tôi chỉnh lại cái nút nhảy á, với lại cái nút cho nó tách biệt ra chắc làm được á. Rồi lần mới qua được, tôi ra thử chỉnh đây. Tôi này tôi lần trước, tôi sẽ tăng cho Lâm, rồi tôi bắt đầu tăng này, bây giờ tăng hay quá, ơi đừng anh ơi, nổ nổ. Con này chơi chết nhiều nhưng mà không, nó không làm mình nản. 3, 2, 1, go. Hình như phải tới nhử trước đã. Nhanh, ô mẹ. Khó nha. 3, 2, 1. Bây giờ tao cho tớ ra. Chỉnh lại cái nút chút xíu thôi. Tìm ra được cái nút đát chưa? Có. Configuring control. Cho nó thành nút cắt.
chỗ này. Tại vì đâu phải chỗ này vừa ngon mình nè. Đúng rồi đó, đúng không? Mission failed. Đúng rồi. 3, 2, 1, go, go, go. Oh shit. Rest in peace, bro. Rest in peace. 3, 2, 1, go, go, go. Trời ơi, sao không nào xong hết vậy? Nếu mà mình may được chạy hội gì thì may ra. 3, 2, 1, go, go. Nhanh 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 nhanh. À được rồi bạn. Được rồi. Hay lắm hay lắm. Universal Soldier đây. Thằng này có tuyệt kỹ gì đó. À làm chậm thời gian, hiểu rồi, hay đó. Nó cũng dạng kiểu giống như Superman. Trời ơi. Mission failed. Mission failed. 3, 2, 1, go, go, go! Ma lại chơi kiếm nữa, khổ vãi. Lại văn minh thế này còn... Lên chém lắm. À dưới này có này. Ê ngu rồi. Ngu người luôn. Ngu người. Lâm ơi là Lâm đi đâu vậy? Hai thằng không. Ê, ba chân nha. Không hay là xuống chưa? Xuống bên kia ra. Xuống con mẹ nha ba. Ấy. Xuống xuống dưới kia cứu đây. À, đầu tiên là chạy nhanh thật nhanh không đi xuống dưới. Rồi, tiếp theo là cứu đó. Không cần phải gồng. Hay quá, kẻ hủy gì. Tôi sẽ tăng cho Lâm cho quăng. Rồi đây, chúng ta thoát, thoát luôn đi. Quét, quét, quét. Tiếp chung cả lũ. Quét đi, quét đi. Tuyệt kỹ quét đi. Lâm á. Ây. Quét á, quét á. Tuyệt kỹ đặc biệt á. Đó. Nút nào. Trên kia ở quét hết luôn. Con robot này nó không có công dụng ấy. Tức là con robot này nó ăn hôn ăn thua. Còn đúng. Lên sóng mã với tụi robot đi. Hồi xuống. Leo vào trong ý. Động vãi. Ê. Fuck. Dở. Bây giờ sức mạnh tên mẹ đi. Uống cây. Chém hết tụi mày luôn. Xem lần sức mạnh tên mẹ. Ê, trời ơi. Lép đi, lép rồi. Lấy bộ đồ, lấy bộ đồ. Lấy cái bộ giáp đi.
cái trận chiến này còn thích đi đánh nhau nữa. Hay quá. Có xăng ấy tí. Có chết rồi hả? Rồi lên người tới nhà tao sẽ dẫn dẫn Lâm đi tận cùng thế giới luôn. Tao đéo biết là dưới có gì không nhá. Ông sao cắm cờ đây là được không? Oh shit. Xuống cứu, xuống cứu. Con Barbarian này nó tây. Ai, bom trời ơi, sao lần nào ra cũng mất anh này khó. Ừ. Bot, bot. Self tank. Chạy xuống hợp lại nha. Đó mà bắn cho là thú điếc. Đi ăn supply hay là đi xuống tầng 6? Chọn đi. Tôi tất nghĩ đi ăn supply. Có supply cho một loại hơn. Mình phải có đồ, mình mới đồ đạt để đánh boss được chứ. Lúc này Lâm có để ý là mình ở khu vực nào không? Mình đang ở trong. À mình cũng là người đặt bom đó. Đặt bom là đặt gì vậy? Ở tường. Ý trời ơi. Đau 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 hầm. Mở đường phá đá đi. Tôi nghĩ là mình đặt bom nào bom nào bom. Chúng mình đặt rác đi trang luôn. Tao không hiểu nha. Thôi mình đi cứ đi bình thường đi. 3, 2, 1. Go, go, go. Ah!
cho cứu rồi là ê ba mấy nhiệm vụ này chơi phải đột kích lắm, Lâm phải nhiệm vụ này phải chơi phải có chiến thuật mới giết. Lên đây, lên bom xuống nè, mình là thuộc dạng tôi đánh á chưa, mình là thuộc dạng đánh đánh kiểu không phải đánh tầm xa, đánh tầm người gần, mình phải ở trên này cho có lợi thế. Lâm biết đánh đánh cận chiến rồi, đánh cận chiến biết chưa? Đó lúc nào cần phải chơi là im lặng nè, cho mình đánh im lặng nè, đừng có gây tiếng động. Đúng rồi, bị chó cắn rồi, phải làm thất thủ biết sao? Xuống đây xuống, đừng có đi thẳng em rồi ăn đạn chết được. Đi dưới. Chạy lạng nha, tụi này hơi bị thương nặng. Kìa kìa, tới kia xây cứu chú có đấy à. Lên kia hạ này xong rồi chú có ra. Nhảy lên, nhảy lên, chú có đánh rồi đó. Ôi trời ơi, nhanh tay. Phải nhanh tay. 3, 2, 1, go, go. Ai chưa giết thằng này. Xong hết chưa? Bây giờ đi học thì tới. Lấy cái nóc nhà, lấy cái nóc nhà. Lấy nóc nhà bắt con gà nè. Rồi xuống thang. Hơi khó nha. Bắt cận quá. Lên kia đánh tiếp kia. Đúng rồi, vô cứu tấm không? Mình đặt bỏ mọi cái thành cầu thang cho nó rớt xuống. Tự rớt nó tự lại cổ nó chết. Ây, tụi nhảy cao quá, tụi dở quá. Đặt rồi. Ráng đặt cái mé này thì được rồi. Ừ, hay. Nó đặt công đi phá mình nè. Chạy một mặt được không? Chắc thôi là trên kia nguy hiểm vậy. Thằng này đánh tay đôi nó không được. Không thì chơi bom được. Cần xem. Giờ dùng ít đi, lên trên dùng cái tuyệt chiêu á, dùng cái tuyệt kỹ. Tự thật này coi chừng chết á. Rồi tụi nó cứ tới bu lại là có ưu hay á. Game này Lâm có thấy có tính chiến thuật ở trong không? Tại vô đập nó luôn á. Đánh chó là nghề của anh. Ê coi chừng chết. Bravo!
Chết à? À, chỗ này sao đây ta? Không sao, nhưng mà lâu rồi mà. Cũng may là cứ chết chỗ lá cờ. Quá, chỗ này. Ôi đùa. Mà mới lên nó bắn vào cái beo, beo chích. Chích ngát luôn. Ủa tớ làm cái gì mà sao chết đi. Nó nghe coi nó phò cho cái đi mẹ luôn. Làm chết. Tớ chết. Hai thằng chết chùm. Bom cầm tử á. Đi mày. À đi đường dưới hơn. Cái này không có bồi đâu. Cho tao. Nó đi gì vậy? À! Ngu người. Ngu người. À, cái tụi bắn bom cảm tử á. Ném một quả ít thôi là tụi nó bu lại. À hiểu rồi đó. Lên trên dùng cái tuyệt chiêu đặc biệt rồi. Ôi, you can do it. Chó vậy. Tụi mình sẵn sàng quá lên ăn viên đạn đầu chết hy sinh tổ quốc. Đây là người của tớ. Ui. Thôi tớ thấy nguy hiểm. Bây giờ ít. Hơi to. Dead go. Mission failed. Thôi chơi cả hàng phút rồi.
Ê, trong này sao? Khi nào rảnh quay chơi tiếp hả? Còn chim khi nào mình giải à? Để khi nào nó có thể ra. Tạm biệt Lâm. Người anh em. Bây giờ mình lấy đuôi gà, mình quăng vào nó. Nhưng mà phải quăng cẩn thận chứ không là hết sập á. Bây giờ tôi sẽ hy sinh. Ủa nó ném chưa ta? Đứng yên đó, đứng yên đó. Lâm vừa rơi vào một tình thế bị vui á. To, 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 tí to. Có đèn xem cứu được ta rồi. Oh shit, xem chết. Đánh nó, đánh nó. Phải là coi chừng nó bắn mình bây giờ. Để kia thấy mình rồi kìa. Tôi đã nói rồi. Tôi thả lên đi rộng hơn. Một thằng rồi. Mày một thằng khó giết. Đây coi chừng nó bắn chết chưa. Bắn á. Khó. Rồi sao nó chết ai vậy? Sao bên kia kia? Oh shit. Rồi. Vẫn biệt lắm. Nó đặt lực lên trời ngày hai ha. Nhưng mà cậu thằng nó bắn cho headshot chứ vỡ đầu bây giờ. Có cả lớn cả tử nữa kìa.
dưới trần, đặt lên trần, đặt lên trần á, đặt lên trần như lúc nãy Lâm. Nhưng mà tao thấy Lâm đặt lên trần, đúng rồi hả? Tiếp tay đôi đó. Oh yes. Ê, coi chừng nó bắn. Coi chừng ngay, coi chừng. Ê, ai là không leo lên. Trời ơi, mình lại nhảy xuống. Chị mà đó. You can do it. Đu. Chó 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 chó. Ôi, ngu vãi. Rồi bắn cho thúi đít luôn. Bắn cho thúi đít luôn. Coi chừng nó nổ luôn. Mình dùng tay đập thôi Lâm. Cái tụi nó nghe tiếng bom nó chạy xuống. Coi chừng nó nghe rồi. Vậy lẹ lắm ơi. Cho Lâm em bom bom lên. À. Dùng tay thôi, dùng tay, tay nó không có gây ra tiếng động. Không được à? Nó bắt buộc phải dùng bom này. Mà dùng vừa vừa thôi, đừng có để nó nghe thấy. Nhưng tôi nghĩ gì được rồi ha. Rồi. Rồi nó nghe thấy rồi, gấp lại đi. Từ từ để cho nó. Ê, đứng yên đi. Nói chung cái game này nó dạy cho mình đừng có manh động. Hai đứa dùng tay đầu đất này. Chung vào đạp ạ. Đừng có nè. Come on, come on, come on, come on. Oh, nó bắn cho thúi đít. Tao đặt ở đây một trước nè. Lên đánh tay đôi nha. Tới thằng bên phải, lên thằng bên trái nha. Được chưa, được chưa? Quá bao ấy. Bây giờ phải có chiến không? Phải có chiến không? Đặt bom dưới đấy nè, chân này nè. Hiểu không? Đặt đây, đặt đây nè. Ê, chết. Ê, xuống quá, mau, xuống quá. Phải có chiến thuật lắm. Bình tĩnh lên đây. Chơi game co-op, chơi hai người là phải chơi, phải có chiến thuật. Đó, đó. À, tôi hiểu rồi. Đi mình phải con bằng quả đuôi gà. Mình từ làm dưới thằng đó đi. Thằng có đặt quả bom ở bên này nè. Ê sao vậy? Cần gì đuôi ra. Mày dí nó cho lầm coi. Yeah, hay quá. Oh,
Asika Great. Thằng này là chắc chuyên chơi hình như nhân vật mới lắm. Nhân vật này kiểu tớ chưa bao giờ tớ thấy ở trong cái là mua game trên Steam á, nó không có chơi nhân vật mới như này, chứ còn mình chơi game Crash nó không có mấy cái vé này không, hiểu không? Đó vừa nên tớ mới khuyên lắm như vậy. Thôi tớ nghĩ chắc chơi hết cái chiến dịch này mình nghĩ rồi. Rồi cứ chơi chút đi. Mà nó phải chuẩn bị trước một tí đã. Thôi chứ, không thì sức đâu mà tập. Chưa kể đang mắc gì đây. Chỗ này chỗ nào hả ta? Rồi lên tay đồn. Anh thường dân. À nó cho mình súng hay sao? Cái gì vậy? À nó sẽ giúp mình. Ủa lần chết hả? Tiểu lý phi đao. Chiêu này được vãi. Con nên tiểu lý phi đao. Tao bấm tự nhiên tao tưởng là tao đã bấm xuống là nó quăng xuống vậy đâu. Nó lộn nút. Cái tiểu lý phi đao hơi khó xài. Từ từ để tao gọi ai này. Chiêu mộ lắm. À đây Lâm có bom mù phải không? Khoan quăng cho nó quăng mù. Đây là cái này cần Lâm quăng cho quả mù như này, bước cầu thang này nè, bước xuống cầu thang, bước xuống cầu thang này, rồi quăng cho quả mù, quăng quả mù, nhớ được, đó phải bật chiến một cái, tao ghét thằng này. Rồi Lâm này, lên mấy thằng thường dân này nó cho mình đạn. Xe đánh. Không có cho mình gì không? Mình không cho gì hết. À không, nó chỉ giúp mình khởi nghĩa thôi. Từ coi. Ulti luôn ta. Ulti. Rồi. Cái này là chiến thuật này mày. Đó là chết nào đấy đúng không? Từ chiến thuật lên. Không ổn lắm. Bây giờ nó nổi vậy. Chút nó đi. Ui. Chưa mộ lắm. Sức mạnh tinh bàn. Nổ. Đây cũng là chút Norris luôn á. Jim Brodot. Lần hết thằng này bắn xuống phóng lực. Được xuống phóng lực. Từ bình. Nó quăng phóng lực á. Hài vãi. Bình thường tớ đi học thì Lâm cứ qua giờ này cũng được. Tớ đi học hơi sớm thì Lâm cả 4 giờ mấy 4 rưỡi là về là được rồi. Ngồi chơi nhiều cũng được nhưng mà phải ngay rảnh. Lâm có cái gì? Liên hoàn phóng lựu à? Tớ có đồ choáng. Tớ sẽ làm choáng hai phía Lâm xuống bắn à. Tớ đếm tới bắn à, thế chưa tin bạn mà. Bạn mới nghe hết kế hoạch của chị Huy rồi chứ. Thôi xong rồi, còn đập làm gì nữa. Yeah, và ta xin tạm thời kết thúc tập game này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Hoàng Đế Đám Mây Trường, tạm biệt lại. Bye. Yeah.